Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, những năm qua thì ngành thuế và hải quan đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục thuế và hải quan. Song bên cạnh những nỗ lực đó thì thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc cán bộ thuế hải quan nhận tiền lót tay của doanh nghiệp đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng với những bằng chứng rõ ràng. Thậm chí trong một số vụ việc thì đại diện các doanh nghiệp còn cho rằng nếu không lót tay thì đừng mong hàng về nhanh. Các chuyên gia, các tổ chức đánh giá trong nhiều năm liền vẫn nhận định chi phí không chính thức là một hạng mục có xu hướng tăng lên trong tổng thể chung được cho là tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam. Vậy vì sao mà chi phí không chính thức lại ám ảnh doanh nghiệp dai dẳng đến như vậy? Làm thế nào để hạn chế tình trạng chi phí không chính thức tại các doanh nghiệp? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Chi phí không chính thức ám ảnh doanh nghiệp đến bao giờ? Thuế và hải quan là hai lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời gắn bó chặt chẽ với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Trong các nỗ lực cải cách chung của cả hệ thống chính trị, các cải cách liên quan đến thuế và hải quan luôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các yêu cầu của tiến trình hội nhập, góp phần thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về tăng cường thông tin và giảm thiểu thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Những năm qua, ngành hải quan đã có những đột phá mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt trong đó phải kể đến 3 nội dung chính được ngành hải quan thực hiện đồng bộ bao gồm hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan cũng như công tác quản lý nhà nước về hải quan. Tiếp theo là tiếp tục đổi mới, áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trước hết là cái hệ thống thông quan tự động hóa, gọi tắt là VinAPVSIS, chúng ta đã đưa vào vận hành trong cái cơ chế của cái môi trường mới, một cửa quốc gia. Bây giờ đã kết nối khoảng 11 bộ ban ngành và tới cái chương trình sẽ kết nối hơn, mở rộng hơn, đồng thời đã kết nối với cái một cửa của ASEAN. Và hiện nay về mặt kỹ thuật thì Tổng cục Hải quan cũng đã kết nối với 5 nước ở trong khu vực ASEAN để thực hiện trao đổi thông tin cũng như là những cái tờ khai hải quan, thông tin về hải quan cũng như là các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực tạo thuận lợi cho cộng đồng kinh tế của ASEAN. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, ngành hải quan đã chính thức triển khai đề án quản lý, giám sát cảng hàng không. Sau hơn 5 tháng triển khai hệ thống quản lý, theo tính toán của Cục Hải quan Hà Nội, triển khai hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động, mỗi lô hàng tiết kiệm ít nhất 27 phút. Tính trung bình mỗi ngày tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 3.000 lô hàng, tương đương với một ngày tiết kiệm được 8.000 phút, bằng 1.350 giờ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng tiết kiệm được thời gian và chi phí giải phóng hàng do không phải xuất trình hồ sơ giấy hàng hóa cho cơ quan hải quan. Cái đề án này sẽ là một kết quả win-win, hai bên đều có lợi. Hải quan có lợi là tăng cường cái năng lực quản lý, còn đối với các cái cộng đồng doanh nghiệp có lợi là cái môi trường tốt hơn. Môi trường tốt hơn và thông qua đó thì có thể nó chống gian lận, buôn lậu, gian lận thương mại, rồi nâng cái hệ quả gián tiếp là nó chống thất thu. Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai thực hiện từ ngày 23 tháng 10 năm 2017. Đến nay, số ngân hàng tham gia thực hiện nộp thuế 24/7 là 12 ngân hàng. Đây là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác, tạo thuận lợi và hỗ trợ cho người nộp thuế được nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian nộp thuế. Thu nộp thuế thì lại chưa thực hiện được 24/7. Thì nay chúng ta đã tiến tới một bước nữa là thu nộp thuế được 24/7. Và cái điều kiện này nó cũng và cái việc hình thức thu nộp này nó cũng được lập tự động trên cổng thanh toán điện tử của hải quan và ngân hàng. Như vậy là nó chịu tác động ít nhất của cái con người và do đó là nó tiến tới cái mục tiêu cao nhất là tự động hóa. Và cái mục tiêu này thì nó giúp cho cái việc giảm các cái chi phí nguồn lực cũng như chi phí quản lý và tăng tính chính xác. Còn đối với ngành thuế, chỉ số thuế của Việt Nam cũng tăng 81 bậc trong báo cáo Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới World Bank đã cho thấy những cải cách vượt bậc của ngành thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính thuế để đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Vụ đóng góp bắt buộc của thuế bảo hiểm xã hội và tăng cái 8 bậc này thì bao gồm cả nộp thuế và nộp bảo hiểm xã hội. Và đối với hai ngành này thì trong những năm gần đây và đặc biệt trong 2016 thì đã có những cái cải cách rất là lớn và vượt bậc
Và đặc biệt trong đó là gì? Giảm thiểu những cái thủ tục hành chính về thuế, về khai thuế, nộp thuế, rồi tất cả các cái thủ tục về kê khai, nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc và kể cả chi bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đặc biệt, hóa đơn điện tử được xem sẽ tạo ra cú hích lớn trong cải cách hành chính thuế, giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh và lành mạnh hóa nền tài chính nước nhà. Giảm thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp, bởi vì thay vì sản xuất cái hóa đơn tự in hay hóa đơn mua thì cũng lượng chi phí rất lớn, thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí này. Và doanh nghiệp cũng có cơ sở để kết nối cái hệ thống hóa đơn này với hệ thống quản lý của mình để làm cho việc quản trị tốt hơn. Về mặt xã hội thì có thể tiết kiệm được nhiều giấy, nhiều nước, bởi vì hàng năm thì có khoảng hơn 4 tỷ hóa đơn hàng năm, in hàng năm, thì chúng tôi cho rằng là về mặt xã hội nữa. Có một tác động lớn nữa là thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng làm hóa đơn giả, tình trạng mà gian lận qua hóa đơn. Thì cái này có lợi cho doanh nghiệp, có lợi cho xã hội nói chung và có lợi cho bản thân cơ quan nhà nước. Có thể thấy những cải cách vượt bậc của ngành thuế và hải quan trong thời gian qua đã giảm thiểu được chi phí cũng như thời gian cho doanh nghiệp, hạn chế được việc tiếp xúc giữa cán bộ thuế với người nộp thuế. Mặc dù ghi nhận những nỗ lực của ngành thuế và hải quan trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, cải cách về chính sách pháp luật, tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp phản ánh còn gặp quy định phiền hà gây khó khăn và làm tốn kém chi phí sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi phí không chính thức vẫn ám ảnh doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục. Đây là sơ đồ quy trình khai thuế hải quan được một nhân viên chạy lệnh được một công ty tại Hải Phòng ghi lại. Để một lô hàng lẻ hay một container hàng từ nước ngoài về Việt Nam thông quan được, doanh nghiệp phải tốn 100.000 một lô hàng hoặc 120.000 một container. Hay những hình ảnh nhân viên doanh nghiệp làm thủ tục hải quan kẹp tiền và cán bộ hải quan nhận tiền đã xuất hiện nhàn nhản trên mạng Internet trong thời gian qua. Trong một vụ việc khác tại Cục Thuế Quảng Ninh, cán bộ thuế đã bị tố cáo nhận 50 triệu đồng hối lộ từ doanh nghiệp. Và theo các chuyên gia, những hình ảnh này chỉ là bằng chứng củng cố thêm rằng vấn đề lót tay của doanh nghiệp đối với cán bộ ngành thuế và hải quan vẫn tồn tại và chưa được giải quyết triệt để. Cái phí này nó rất nhiều cái điều không hợp lý, đúng không? Phí báo bôi trơn, phí tiêu cực, phí nhũng nhiễu, vân vân, đủ thứ chúng ta phải giải quyết thôi. Doanh nghiệp, nếu đại bộ phận doanh nghiệp người ta vẫn kêu lắm là như thế này chưa tháo cởi được hết, không phải chỉ là những thủ tục, những cái hành chính mà vấn đề kinh tế ở đấy, từ cái hành chính, cái thủ tục ấy nó ra cái vấn đề phí. Đấy. Mà nó cứ nói tất cả vì doanh nghiệp, nhưng mà chúng ta đã tất cả được chưa? Có, phải làm rất nhiều cho doanh nghiệp rồi mà chưa đủ đâu. Các cái cán bộ hải quan hoặc các cán bộ thuế thì vẫn còn có một số những các cái hành vi gọi là không phải là hẳn là gây khó, nhưng mà là chẳng hạn như áp những cái mã thuế hoặc những là mã sản phẩm nó chưa chuẩn so với lại cái cách giải thích của doanh nghiệp, thì đấy nó cũng làm cho doanh nghiệp họ băn khoăn và vô hình chung là nó hạn chế cái tốc độ, cái năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp. Phần tiền lót tay này được coi như là một chi phí không chính thức. Trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được công bố mới đây, có tới 50% doanh nghiệp được hỏi và trả lời rằng họ đã phải trả chi phí không chính thức cho các cán bộ nhà nước trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục liên quan. Theo các chuyên gia, vấn đề này gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam. Chi phí không chính thức thì chúng tôi đánh giá rằng là cũng về mặt chính sách cũng chưa đủ mạnh và mặt thực tiễn thì cũng chưa có thay đổi cơ bản, cho nên là cái chi phí không chính thức thì chúng tôi cho thấy là nó không có cách thay đổi đáng kể. Bên cạnh đó, hiện nay một số quy định trong chính sách thuế thay đổi nhanh chóng hoặc phức tạp, chưa rõ ràng cũng khiến cho doanh nghiệp gặp khó. Thậm chí nhiều doanh nghiệp cho biết có nhiều nghị định, thông tư về thuế vừa ra đã chỉnh sửa bổ sung, văn bản ra lúc nào doanh nghiệp cũng không biết. Cái đấy thì cũng đáng tin cậy, thế nhưng nó đồng thời nó phản ánh cái việc là chính sách thuế, luật pháp thuế, quy định về thuế nó còn quá phức tạp, quá rắc rối, rất nhiều quy định mà không hiểu được hoặc là có thể hiểu theo nhiều cách, và đặc biệt nó cũng thể hiện cái ý của doanh nghiệp đấy là ngành thuế là đôi khi là không thực hiện theo đúng những quy định mà thông thoáng, đơn giản, dễ dàng cho doanh nghiệp mà lại cứ có xu hướng là gây phức tạp, gây khó khăn, đặc biệt là cái tinh thần là muốn tận thu
muốn thu thật nhiều thuế cho nhà nước, thế nhưng nó lại ngược lại là sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, sự hướng dẫn của các cán bộ thuế và hải quan còn chung chung, không có câu trả lời rõ ràng, mỗi lúc lại hướng dẫn một kiểu, khiến cho doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, từ đó phát sinh ra những vấn đề tiêu cực nhằm giúp thực hiện thủ tục giấy tờ được nhanh chóng. Thực ra mà nói thì cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiện nay đang chịu rất nhiều chi phí không chính thức. Chi phí không chính thức nhất là do tính không chuyên nghiệp của người làm công tác thực hiện nhiệm vụ. Cho nên là hướng dẫn mỗi người hướng dẫn một kiểu, mà cùng một người hướng dẫn hai ngày khác nhau, lại hướng dẫn hai kiểu khác nhau. Cho nên trước hết là người dân phải đi lại. Và trong số đó có một số nhỏ là con sâu, là lợi dụng cái sự đi lại nhiều lần của người dân đó để hướng dẫn và tranh thủ thu thêm phí. Đặc biệt, điều gây khó khăn nhất cho doanh nghiệp hiện nay chính là cơ chế một cửa quốc gia chưa hoàn chỉnh, chưa thực sự giải quyết được thủ tục một cách thực chất, vẫn còn nửa vời giữa giải quyết thủ tục trực tuyến và thủ công. Điều này khiến cho các chuyên gia cho rằng còn tốn kém chi phí của doanh nghiệp hơn rất nhiều. Lại thì tưởng rằng là kết nối, nhưng vừa làm trực tuyến online này, điện tử, vừa làm thủ công. Như vậy là thay vì giảm chi phí doanh nghiệp lại tăng chi phí doanh nghiệp, là bởi vì bắt họ vừa tuân thủ bên này vừa tuân thủ bên kia. Và các cơ quan nhà nước đang ngập ngừng trong việc triển khai cái cải cách trong lĩnh vực này. Và tại sao người ta lại cứ thích doanh nghiệp phải đến nộp hồ sơ giấy rồi đến nộp một cái gì đấy rồi mới được lấy kết quả? Đối với cả vấn đề cổng một cửa quốc gia thì cái ý kiến mà doanh nghiệp phản ánh đến chúng tôi nhiều nhất đấy là cái tình huống mà gọi là điện tử nhưng mà nửa vời. Vì sao mà nói câu chuyện như thế? Bởi vì có những tình huống là doanh nghiệp sau khi có những cái kết quả phản hồi của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì vẫn phải thông báo cho các cơ quan hải quan rằng là đã có cái kết quả đó, hoặc thậm chí phải in ra hay là phải gọi điện để đọc số. Thế thì khi mà đọc vào dự thảo nghị định thì tôi phát hiện ra một vấn đề rằng là hiện tại trong dự thảo nghị định đã quy định được cái câu chuyện là kết nối giữa cổng với cả cơ quan quản lý chuyên ngành, kết nối giữa cổng với doanh nghiệp, và cơ quan hải quan có trách nhiệm ra quyết định thông quan trên cái nền đấy, nhưng đang không có một cái điều khoản nào quy định về cái việc là kết nối giữa cổng với chính các cơ quan hải quan. Điều tra PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, có đến 44,6% doanh nghiệp trả lời đã cho rằng cán bộ sử dụng quy định để nhũng nhiễu doanh nghiệp, 44,9% doanh nghiệp trả lời đã cho rằng phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra, 53% doanh nghiệp trả lời đã cho rằng phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan. Các đánh giá của nhiều tổ chức độc lập về môi trường đầu tư kinh doanh luôn có một mục quan trọng dành cho chi phí không chính thức hay các chỉ số về tham nhũng, nhũng nhiễu với cộng đồng doanh nghiệp. Các chỉ số như là PCI, PAPI, các đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp như Eurocharm hay rất nhiều đánh giá khác đều vẫn đang xếp hạng chi phí không chính thức là mục khó thay đổi nhất. Và đây là một vấn đề đau đầu của môi trường kinh doanh Việt Nam. Vậy làm thế nào để chấm dứt tình trạng này? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Giảm chi phí phi chính thức chỉ thực hiện được khi chúng ta là thực hiện cái chính phủ điện tử, tất cả những dịch vụ công, hành chính công, thủ tục hành chính đều phải thực hiện qua cái trực tiếp tuyến online, không giao tiếp trực tiếp giữa cán bộ công chức có thẩm quyền với người dân. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai các cái đề án hiện đại hóa, và đặc biệt là các những cái giải pháp về hiện đại hóa mà liên quan đến các thủ tục hành chính, liên quan đến các cơ chế thu nộp, ví dụ như đề án hóa đơn điện tử, rồi kết nối máy tính tiền, rồi là các cái thu lệ phí trước bạ, rồi thuê tài sản điện tử. Chúng tôi sẽ góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện thủ tục kê khai để làm sao đảm bảo cái giảm cái chi phí tuân thủ và cái thời gian kê khai. Bên cạnh đó là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, những cái vướng mắc khó khăn để mà hoặc là kiến nghị các thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người nộp thuế. Nếu như về thuế mà chúng ta có những cái biện pháp để có thể giảm bớt cái mức thuế cho doanh nghiệp, nhưng mà song song với nó thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp để làm thế nào đó để cải cách những cái thủ tục hành chính để doanh nghiệp không phải mất quá nhiều những cái thời gian để thực hiện những cái chi phí về thực hiện những thủ tục hành chính liên quan đến thuế, và đồng thời cũng phải giảm bớt những cái chi phí, ví dụ như là những cái chi phí không chính thức trong quá trình nộp thuế chẳng hạn. Thì cách thức tiếp cận như vậy sẽ giúp chúng ta có một cái tiếp cận tốt hơn khi mà giảm bớt những chi phí tuân thủ pháp luật
cho các doanh nghiệp. Cần phải có thêm một cái quy định, một cái điều khoản rõ ràng là kết nối giữa chính các cơ quan hải quan với cái cổng một cửa này để các kết quả nó được thông báo tự động. Và như thế thì các bạn hình dung là doanh nghiệp người ta chỉ ngồi ở một nơi thôi và chỉ lên trên cổng này thôi là có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề của mình. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc còn nhiều thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.